ai mà đau chân đau đầu gối ấy, người ta sẽ làm được thái cho mình. Chân phải nè, chân trái để gối thẳng, chân trái để gối thẳng nè, chân trái để gối thẳng, kéo cái đầu gối lên, kéo cái đầu gối lên, kéo đầu gối lên. Quả bóng, chúng ta lấy quả bóng khép vào cái queo, rồi bây giờ chúng tôi lưu ý nhá, cái trường hợp mà chữa cái đau đầu gối gập lên gập xuống khó khăn hoặc là bị đau, trong những trường hợp đau đầu gối chúng tôi lưu ý phân biệt như thế này: những ai đau đầu gối mà chúng ta thấy có cái triệu chứng ấn vào thì đau, có triệu chứng thấy sưng, có triệu chứng thấy đỏ hơn cái vùng khác, tức là sưng nóng đỏ đau à, của chị cái gì? Của chị chỉ có sưng không thôi. Những trường hợp mà bị sưng nóng đỏ đau thì chúng ta phải dùng cái đá lạnh, tức là cặp đá rượu kỳ đấy, chúng ta cho vào cái ngăn lạnh của tủ đá làm đá ấy, để cho lạnh ấy. Sau đó chúng ta đắp vào cái vùng sưng nóng đỏ đau. Khi nào đắp mà nó hết cái triệu chứng sưng nóng đỏ đau thì lúc đó ta mới làm bình thường, và trong trường hợp cái sưng nóng đỏ đau thì chúng ta không đắp động vào cái vùng đó để cho nó hết cái sưng nóng đỏ đau thì ta mới làm, được chưa? Thế còn bình thường thì chúng ta dùng cái quả bóng, chúng ta ép gối vào, và mọi người chúng ta cố gắng kéo thật sát, thật hết cái khả năng của mình. Tất nhiên cũng đừng cố quá, những trường hợp đau đó, cố quá là nó gây ra những cái không tốt trong cái tổn thương của mình. Thế sau đó là người ngồi đối diện là hướng dẫn cái người bị đau đấy là dùng hai bàn tay của mình vuốt, anh làm đi, bắt đầu đẩy tĩnh mạch, để theo cái tĩnh mạch đó đẩy lên trên cái khu vực đầu gối. Thế còn những trường hợp mà suy giãn tĩnh mạch đấy thì bám vào những cái tĩnh mạch ở cổ chân, ở đầu gối, đẩy cái tĩnh mạch lên. Cho nên là cái nhiệm vụ của chúng ta là phải đẩy tất cả các tĩnh mạch từ cổ chân này, đầu gối này, sau đó là đẩy cả hai bên này nữa này, anh đẩy cả hai bên này lên, vuốt cái này lên, cả bên kia nữa, hai tay phải vuốt dọc đó. Rồi đẩy tiếp lên, đẩy tiếp hai bên này lên, rồi đẩy tiếp hai bên này lên, đúng rồi, chỉ kéo cái chân ép sâu vào, bác đẩy cái này vào. Bây giờ bác tự làm đi, tay của bác tự làm đi, ta hướng dẫn xong bắt đầu các bác tự làm, rồi ok tự làm nhá, kéo lên biết mạnh cho là hai tay này đẩy sang hai bên cạnh này, đẩy lên còn gái con gái con gái con gái này đẩy lên đấy, đẩy lên đấy, đúng rồi cả bàn tay kéo miết từ trên từ dưới này lên trên, tập trung vào đầu gối, được chưa? Đau đầu gối những trường hợp nào đau đầu gối thì bây giờ chúng ta làm xong rồi, chúng ta vỗ này, hai tay chúng ta khum lại tạo thành một cái cái hơi vào đây này, một hai vâng, được chưa? Rồi xong nhá, bây giờ chúng ta này thả chân ra, duỗi thẳng ra rồi duỗi thẳng hết ra, chân này của bác duỗi ra, rồi duỗi thẳng ra. Bây giờ chúng ta bỏ quả bóng ra rồi, chúng ta dùng hai tay chúng ta nhét mạnh từ dưới lên trên làm không có cái tĩnh mạch này, hai tay bắt cuốn này, rồi bây giờ chúng ta làm
hai bên này đẩy vào. Đây này, bác đẩy vào. Quất lên con thầy đẩy đẩy đấy. Biết đấy. 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 Không nhìn thấy nó đấy, nó tên là quất. Quất lên này ơi. Rồi, bây giờ lần thứ hai nhé. Lần thứ hai, ta lại kẹp quả bóng vào queo. À, rồi nhanh đấy. Bây giờ ta ép thật sâu vào. Ép thật sâu vào. À, ép thật sâu vào. Cố gắng, ép thật sâu. Đấy, bây giờ lại vuốt, hai tay vuốt lên. Vuốt lên, rồi. Tiếp tục. Cả hai bên nữa, cả hai bên cạnh cái chân này nữa. À, dùng ngón cái, biết bàn nào. Đấy, đấy. Bên này lên, đấy. Rồi. 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 Rồi, bây giờ chúng ta lại vỗ hai tay vỗ một hai cung vào cung tròn cung quanh cung là biết là cung quanh rồi chân nhét sâu vào đấy chân đối ra rồi rồi lần bây giờ lần lần thứ hai chúng ta đứng như này khép sâu vào khép sâu vào các cho bằng các bó bây giờ ra này chỉ có ta cuộn nó ra này đầu gối này này đẩy ra một chút các bó đẩy ra nhô ra để cho cái đầu gối nó chuyển động và nó được lưu thông các cái bo mạch này được thông suốt rồi bây giờ ta duỗi ra lại làm tiếp lần thứ hai rồi bác lại vuốt từ trên dưới lên trên và không có bỏ bóng ra bỏ bóng ra rồi đây ok ba lần kẹp bóng, ba lần duỗi thẳng, chúng ta cứ làm vậy đi. Cả hai bên cạnh đầu gối cũng đẩy lên. Đẩy tập trung vào đầu gối. Rồi lần thứ ba ta kẹp quả bóng vào. Ta lần này ta lại cố gắng cập sâu hơn. Ép sâu vào, nào. Trong trường hợp mà có cái gì điểm tựa ở lưng thì tốt lắm. Còn nếu mà trong trường hợp mà có người hỗ trợ thì ta nằm xuống, người hỗ trợ người ta tha hồ người ta làm. Rồi, ta bảo bây giờ ta đừng làm đi, ông này bắt đầu quất lên đi. Rồi. Biết mạnh. Không cần biết là chính xác cái nào. Cứ quất chậm. Đây, chỉ hai tay cùng biết lên. Lên. Đấy. Rồi. Hiệu quả trường là tốt. Đây, xong rồi này. Bên bên đẩy như này để lên đấy. Để lên đúng giòn trên xăng ok ta quất được khoảng 5-7 lần thằng bây giờ ta lại vỗ hai tay ta cung vào ta vỗ đều cung quanh nào bắt đầu vỗ đi 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 ok bên đổi chân ta đổi chân bên kia làm cung như này rồi bây giờ ta làm bao nhiêu cô đi cô đi cô ép chân vào cơ cơ hai vị mắc từ
tay cổ chân này, cái đầu gối này. Đặc biệt là nhìn thấy những cái mạch đâu thì cứ đẩy cho cái mạch lên. Và đẩy lên, đẩy lên đây để nó xem làm cho cái van một chiều nó sẽ phục hồi trở lại. Rồi, bây giờ lại gấp gối, cố gắng gấp sâu hơn lần trước. Nào, cuốn, bắt đầu từ dưới lên trên, hai tay. Cái này dừng nhớ luôn mà không, đúng không? Chỉ có động tác của gối mới này, động tác gối có gì đâu. Có ghi bằng bỏ xuống tay rồi. Đẩy lên, đẩy lên. Bắt đầu bố. Bố nào, chúng ta vào. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bây giờ, ép cho bỏ bút, bắt đầu bỏ bút cho bắt. Vô vô lên trên này, bắt cho bắt bút, bút lên trên bút nha. Đây, mọi người này, gấp sâu vào bút cho nó cố gắng bút lên, bút xuống cỡ cái đầu bút này. Làm cho nó dẻo ra. Cái chân cơ của nó dẻo ra và các cái mao mạch của nó bị tắc, nó sẽ thông. Rồi, bây giờ lại duỗi nha. Làm lần thứ ba. Duỗi thẳng, ép thẳng. Duỗi ra, ép mạnh lên. Từ dưới lên trên, sau đó rồi lại hai bên vào. Hôm trước là bác đi cầu thang thấy ổn không? Cầu thang thì cho xin phép tôi đi ra đi cầu thang thử. Vâng. Vâng, cái bác đi theo. Đi theo. Không, đi đường kia cái này. Vâng. Phỏng vấn luôn chị này. Chị bị cái đầu gối. Em bị cái đầu gối thì làm này thì em thấy đỡ nhiều rồi ạ. Đỡ nhiều rồi. Vâng. Và bây giờ chị thử. Thử ngồi xuống đứng lên nha. Xong rồi, đi theo thang đi hình lại. Rồi. Bây giờ đi ra cho mình ra. Bây giờ chị thấy thế nào? Nó dễ hơn mọi khi, là đúng là ngồi sâu xuống là nó khó đấy. Rồi.
và đứng lên khó, bởi vì nó khép vào cái gối và cái đùi này là nó không khép sâu được, mà khép từ từ thế làm nào cũng quên rồi. Thế bạn, tôi đề nghị chị là chỉ một lần chị về chị cố gắng hàng ngày chị cũng tự làm như thế này. Và cái thứ hai là chị sẽ trường cái cặp đá diệu kỳ vào vùng gan để làm mau mạch để bên nội tạng nó được thông suốt, nó lưu thông được tốt hơn để tốt. Và chị sau khi trường vào vùng gan rồi thì chị cũng nên đặt hai viên đá vào gan bàn chân để cho nó lưu thông được cái hệ thống mau mạch ở chân, và nó sẽ giúp chị được tốt hơn trong cái quá trình khắc phục cái đầu gối của mình. Ok. Em đang hỏi ý kiến bác một chút là bởi vì em có hai cái dây chằng, chắc chắn là dây chằng rồi. Mà nó hay bị thứ nhất là nếu mà em ngồi một chút khéo là nó giống như là nó ra khỏi khớp này, ra khỏi bên này thì em lại phải khẽ chẳng hạn như thế này nhá. Nếu mà em mà ngồi bị trái miếng á thì em lại phải khẽ đưa vào như này thì em cần cái động, chứ nếu mà lại đưa ngay thì em không đưa được. Nó như đây là cái dây này. Đấy thì em đang hỏi bác là cái này thì trường đã bắt đầu không hay là như nào đấy. Người trường đã lành nhưng mà cái dây chằng em cứ cảm giác giống như dây chun nó ra khỏi cái ổ khớp một chút, nhưng mà cái này của mình vừa chị phải cách vào cái này của chị bị lâu chưa, nó chạy ở trên cầu thang đấy, bị lâu rồi thì bác chạy lẽ ra ấy, lẽ ra là chị bị đầu tiên ấy thì trường cái lạnh chạy trên cầu thang ho này thậm chí là tôi là nó vẫn chưa mà nhận được cái lưng bị lâu lâu đấy, bây giờ chị bây giờ nó phải tự nhận mình từ cánh của cái và của hôm ấy thì nó ảnh hưởng cái chân thì nó rõ hơn, tránh là nó vẫn còn bên bên này nó tác động đặc biệt. Cái chân của em tốt này tốt rồi, và trường đá máu trường đá đó là mặt chân kiên trì đi, dần dần nó sẽ hồi phục lại bình thường nha. Bây giờ ông nào ông đi theo con lên cầu thang bây giờ phát biểu nào. Vâng, nói về gối thì hôm nay là đó, vâng. Cái lưng của tôi thì nó điều khiển cái gối thôi cho nên là bây giờ đầu tiên là cái gối á, bây giờ ông cứ quan tâm cái gối, ông đi cầu thang lại thế nào. Đi cầu thang không thì dễ hơn rồi. À, thế tốt rồi. Và đề nghị với ông là về là ông là một là hàng ngày ông cứ tập như thế này đi, ông cứ chữa như thế này đi, tự mình làm thôi. Hai là ông chườm đá vào vùng gan, ông chườm đá vào vùng chân. Thế còn cái mà bài học tập mà chữa cái vùng cột sống thắt lưng đấy thì ông cứ phải tuân thủ theo đúng cái trình tự của nó và dần dần nó sẽ hồi phục lại được. Rồi, cảm ơn ông và cảm ơn tất cả mọi người. Và cái phần này chữa đầu gối của chúng ta đây là kết thúc. Còn của chị cái suy giãn tĩnh mạch chị cho ý kiến như nào? Em thấy là phải tác đầu gối cái lưng của mình cuốn lại thì không đi nổi, mà chỉ muốn tháo cái gối thì xong. Em đọc ở trên mạng cho thầy kiến chữa đấy, thì lên lại cho em Lê Tuấn dạy một lần. Giờ mất chân thì em ngồi máy tính em cảm thấy nhẹ nhàng, thế em lên trên bút thì em thấy là hôm nay 16 em Xuân và em ý dạy rất là chi tiết, làm được anh Liên anh ý hỗ trợ nó thì em cảm thấy cái đầu gối đang nóng ra nên em cảm thấy rất là vui. Vâng, và rất hy vọng rằng là em sẽ về nhà và em chữa thì em sẽ cảm thấy là sẽ ổn được cái chân rồi. Và em cảm ơn bác thầy và cảm ơn em Xuân, cảm ơn anh Liên hôm nay đã mang lại cho em niềm vui bất ngờ. Và hy vọng rằng là chị về chị tập lần đầu tiên thì tức là tới cái trường đá thì sẽ đảm bảo. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.